Sala xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý khán giả của kênh YouTube Sala TV. Quý tăng ni Phật tử, những người mến mộ Phật pháp cùng bà con Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới. Hiện tại Sala đang đi xe máy ở trên một con đường mang tên là Tăng Lộ Kiều Lương ở phường Núi Sam của thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Và con đường này đưa Sala đi ngang qua cụm di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh tại thành phố Châu Đốc. Bên phải của Sala hiện tại lúc này đó chính là miếu bà Chúa Xứ Núi Sam. Đây là một ngôi miếu có tượng của bà Chúa Xứ, là một vị thần được người dân Nam Bộ tôn sùng là một vị thần linh thiêng nhất của miền Tây Nam Bộ. Và bên trái của Sala lúc này đó chính là khu lăng mộ của Thoại Ngọc Hầu. Đây là một vị quan lỗi lạc dưới triều Nguyễn. Ông đã có công đào kênh Vĩnh Tế, chinh phục giặc Simla và khai khẩn vùng đất của Châu Đốc. Và ở trước mắt các bạn đang quan sát đó chính là một vách đá tại núi Sam. Đây là vách đá mà ngày xưa người ta đã khai thác đá ở núi Sam và để lại. Nhưng hiện nay, ban quản trị lăng miếu núi Sam đã tận dụng và đầu tư một cái khoản tiền lên đến 255 tỷ đồng và chọn ngày 5 tháng 3 năm 2015 để khởi công xây dựng một tượng Phật, đó là tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đây là tượng Phật cao 81 mét được khắc vào vách đá của núi Sam. Và khi tượng Phật này được hoàn thành thì đây là tượng Phật Thích Ca được khắc trên vách đá cao nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại. Đi đến cung đường này thì đây là quốc lộ 91 chạy dọc ở dưới chân núi Sam. Và từ đoạn đường này, Sala sẽ đưa tất cả mọi người đến tham quan bái Phật, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một ngôi già lam. Và sẵn đây Sala sẽ thâu hình để gửi đến cho tất cả quý khán giả ở YouTube Sala TV cùng chiêm bái và chiêm ngưỡng cảnh đẹp với Sala. Đây là một ngôi chùa mang tên là Chùa Phước Điền, mà người dân và du khách thập phương còn quen gọi là Chùa Hang. Ngôi chùa nằm ở trên triền núi Sam, có lịch sử hình thành cách nay gần 200 năm. Và bây giờ, Sala xin mời tất cả mọi người hãy đồng hành đến với Phước Điền Tự, hay còn gọi là Chùa Hang, ở phường núi Sam của thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sau khi gửi xe máy xong thì bây giờ Sala sẽ chuẩn bị đi lên trên chánh điện của ngôi chùa. Và ở trước mặt Sala lúc này là những bậc thang để chúng ta leo núi đi lên chùa Phước Điền. Chùa Phước Điền thì nằm ở trên triền núi, có độ cao là cách mặt đất là khoảng hơn 200 mét. Và như các bạn đang quan sát là lối đi lên chùa thì trông rất là dễ dàng, chiều ngang cũng rộng và lối đi thì không có cao quá. Với lối đi này thì sẽ rất là phù hợp đối với những du khách lớn tuổi, những du khách mà có bệnh về chân hoặc là viêm khớp hoặc là đau nhức xương khớp đó. Thì với cái lối đi này thì vừa đi vừa dừng lại nghỉ ngơi thì có thể đi lên chùa Hang một cách là thuận lợi và dễ dàng, lên đó để bái Phật, để chiêm ngưỡng cảnh đẹp cũng như là để tận dụng chụp cho mình những bức hình đẹp nhất về chùa Hang. Và chùa Hang tên chính thức là chùa Phước Điền. Chữ Phước có nghĩa là phước lành, Điền là điền địa, là ruộng đất. Tên Phước Điền chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, đây là một mảnh đất để gieo trồng phước lành. Có một thực tế mà Sala muốn chia sẻ ở đây là về tên gọi của chùa. Theo như Sala nhận thấy thì hầu như tất cả những du khách và kể cả những người dân địa phương ở Châu Đốc này, khi vào trong núi Sam thì mình hỏi người ta
chùa hang ở đâu, người ta sẽ biết và chỉ cho mình. Nhưng mà khi mà mình hỏi Phước Điền Tự hay là chùa Phước Điền á, là tên chính thức của ngôi chùa, thì hầu như người ta rất là ngỡ ngàng. Có những người người ta không có biết, là bởi vì thường là người dân ở địa phương hoặc là du khách du lịch đó, ở khắp mọi nơi đến một địa điểm nào đó, trước tiên là họ cũng nghe người dân địa phương ở đó giới thiệu. Mà chính người dân địa phương thì người ta thường gọi tên của những ngôi chùa gắn liền với sự ly kỳ, những cái dấu ấn, những cái dấu tích, hoặc là những cái điều kỳ lạ và những cái điều nghiêng về tâm linh tồn tại ở ngôi chùa đó, hơn là người ta hiểu biết về tên chính thức của chùa. Cho nên khi mọi người đến với lại núi Sam này mà không biết đường vào chùa hang, thì đừng có hỏi những người dân ở đây, những người họ buôn bán ở ven chùa Bà Chúa Xứ đó và ở dưới chân núi Sam á, đừng có hỏi họ là Phước Điền Tự ở đâu hay là chùa Phước Điền ở đâu, mà phải hỏi là chùa hang ở đâu, thì họ sẽ chỉ. Và thậm chí là có những người họ làm cái nghề là chạy xe lôi đó, xe kéo đó, thì họ sẽ tận tình họ phục vụ và họ chở chúng ta đến chùa hang này tham quan. Đó là một chia sẻ thực tế mà Sala muốn gửi đến cho mọi người khi mọi người đến viếng chùa Bà Châu Đốc và muốn đi chùa hang, thì hãy hỏi người dân địa phương là chùa hang ở đâu, chứ đừng gọi tên Phước Điền Tự, đôi khi người ta không biết. Hiện tại Sala cũng đã đi hơn nửa đoạn đường từ ở dưới chân núi lên trên chùa Phước Điền, hay còn gọi là chùa hang. Và vừa rồi Sala có dừng lại và ghi hình cho mọi người xem một cái sơ đồ người ta dựng ở ven cái lối đi lên chùa. Sala nhìn sơ đồ đó thì Sala thấy là toàn bộ ngôi chùa sau khi được trùng tu trong khoảng 10 năm trở lại đây thì có tổng cộng đến 44 điểm. Đây là 44 điểm tham quan và bái Phật ở trên chùa hang, là 44 kiến trúc Phật Pháp ở trên này. Thì bây giờ Sala sẽ đi từ ở dưới lên và ghi hình, giống như là ghi hình tóm tắt 44 điểm này. Và những điểm nào có mở cửa thì Sala sẽ ghi hình cho các bạn xem. Còn những điểm nào là nhà chùa đã tạm đóng cửa thì Sala không vào đó để ghi hình được. Hôm nay Sala lại đi vào một ngày thường, và cũng bởi vì tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp ở trên cả nước Việt Nam, cho nên là ở những ngôi chùa thì thường là du khách sẽ rất là ít, họ không lui tới và rất là vắng khách. Cho nên là hôm nay thì là chùa hang trông rất là vắng lặng. Nhưng mà mỗi khi mà chúng ta đi chùa hang vào những dịp cuối tuần đó, thông thường thì rất là đông. Du khách họ về lại chùa Bà, họ cúng bà, họ đi chùa Tây An, họ đi Lăng Thọ Ngọc Hầu, thì bao giờ họ cũng ghé qua một địa điểm, đó là chùa hang này. Và một địa điểm nữa đó chính là mộ Cô Năm. Và sau khi mà chùa hang đã hoàn thành trong 10 năm trở lại đây, các công trình kiến trúc Phật Pháp ở đây được hoàn thành, thì dường như ngôi chùa hang được du khách ở Việt Nam, ở thế giới và báo chí của Việt Nam, họ ca ngợi đây là một ngôi chùa nằm ở triền núi thuộc hàng top đẹp nhất của Việt Nam hiện nay. Ngày hôm nay khi mà Sala hữu duyên với Phật Pháp và đã thực hiện một kênh YouTube mà Sala đi theo chủ đề hay là một cái phong cách hay là một cái hướng đi đó, thì Sala đã đi theo cái lối là quay các cảnh chùa ở Việt Nam. Và tại các cảnh chùa thì Sala có thuyết minh, có trò chuyện với lại quý khán giả, cũng như là đưa những hiểu biết riêng tư của mình đối với ngôi chùa đó để gửi đến cho tất cả quý khán giả ở khắp mọi miền của đất nước Việt Nam, cũng như là những người sống ở hải ngoại trên tất cả các nước của thế giới, là những người Việt Nam đó. Thì khi mà Sala đã có dịp trở lại thành phố Châu Đốc và đi ngôi chùa hang này, thì làm cho Sala rất là bùi ngùi và rất là xúc động khi mà mình bước những bước chân đầu tiên vào cổng Tam Quan và mình nhớ lại cách đây 17 năm.
Lúc đó là Salah đã bắt đầu tốt nghiệp xong 12. Và cô chủ nhiệm của Salah lúc này là dạy môn văn học. Và cô nói với lại cả lớp là trong lớp ai có điều kiện thì đã đăng ký với cô. Để tháng 6 cô sẽ thuê một chiếc xe đưa mấy em đi về Châu Đốc, để lại bà chúa xứ. Là tại vì trước đó khi mà cô bắt đầu tiếp nhận cái lớp của các em thì cô đã đi xuống bà Châu Đốc để cô giái với bà chúa xứ là cho cô chủ nhiệm cái lớp này, thì tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đạt 100%. Và cô hứa là cô sẽ đưa những học sinh của cô trở lại chùa bà Châu Đốc để mà viếng thăm cũng như là trả lễ đối với bà chúa xứ. Sau khi mà cái lễ tốt nghiệp xong thì bảng điểm được công bố, thì cả lớp của Sala TV lúc này là ai cũng đều đậu tốt nghiệp, và với một cái số điểm rất là tốt thời bấy giờ là từ trung bình trở lên. Thì lúc này thì cô chủ nhiệm cùng với lại chồng của cô, cũng là một người thầy dạy một bộ môn ở trong lớp của Sala, đã thuê một chiếc xe, một chiếc xe rất là lớn, lúc đó có thể nói là chiếc xe 40 chỗ đó, thì đưa mọi người đến viếng thăm chùa bà. Xong thì chồng của cô đã hỏi mấy đứa là có ai muốn thấy thanh xà bạch xà ở bên ngoài hay không. Tại vì trước đây thì chồng cô cũng đã từng kể một câu chuyện thanh xà bạch xà, đây là câu chuyện của Trung Hoa, và kể cho lớp nghe. Thì bây giờ thầy muốn các em học sinh của thầy chứng kiến được thanh xà bạch xà ở bên ngoài đời thực. Thì nghe như vậy thì tất cả những người bạn của Sala lúc này thì ai cũng trầm trồ và ngạc nhiên, là bởi vì thanh xà bạch xà là hai con rắn rất là lớn, mà tại sao thầy muốn đưa mọi người đi thấy? Và lúc đó không biết nó ở đâu, thì thầy nói là thôi theo thầy, chiều nay mình mướn xe lôi mình đi vô, ở trong này là một cái chùa, ở đây có nuôi thanh xà bạch xà. Thì tất cả mọi người trong lớp đều háo hức, đều rất là vui mừng. Và chiều hôm đó là mọi người đã lên xe lôi, và xe lôi chở vào chùa hang này để vào trong chánh điện và đi vào trong hang để chứng kiến được thanh xà bạch xà ở ngoài đời thực. Và một lát nữa Sala sẽ đưa mọi người vào tham quan một cái hang, và từ cái hang đó nơi trú ẩn của thanh xà bạch xà, và cái tên gọi chùa hang cũng bắt nguồn từ đây. Và Sala sẽ đưa mọi người tiếp tục đi hành trình trong cái chuyến tham quan này, và sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về thanh xà bạch xà. Hiện tại thì Sala đã bước vào trong chánh điện của chùa hang. Và khi vừa bước vào đây thì một cái cảm giác rất là ấm áp, bởi cái sự trang nghiêm ở trong chánh điện. Và ở phía trước mặt của Sala lúc này, đó chính là một pho tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, được bài trí rất trang nghiêm, và một pho tượng mang một vẻ đẹp của huyền bí và sự linh thiêng của Phật Pháp. Thì ngày trước khi mà cả đoàn của Sala vào trong đây vừa bái Phật xong, thì hầu như tất cả các bạn bè của Sala lúc này nháo nhào lên, là bởi vì rất là nôn nóng khi mà đi qua từng bậc thang và lên đến đây, thì ai cũng mong muốn là được chiêm ngưỡng thanh xà bạch xà ở bên ngoài. Và được thầy của Sala lúc này bảo là cứ từ từ, đợi thầy dắt các con đi vào sau chánh điện, và từ đó sẽ cho các con chiêm ngưỡng được thanh xà bạch xà ở bên ngoài đời thực. Và bây giờ Sala cũng đưa mọi người đi vào một cánh cửa ở bên trái, vòng ra phía sau của hậu điện, đó chính là hậu tổ đó. Và nơi đây Sala sẽ đưa mọi người đi thăm một cái hang sâu. Một cái hang này sẽ có đôi mãng xà mà người ta gọi là thanh xà bạch xà.
Bức chân dung các bạn đang quan sát đó chính là bức chân dung của sư cô Diệu Thiện. Và ở cạnh bức chân dung của sư cô Diệu Thiện lúc này đó chính là hang của đôi mãng xà mà chính sư cô Diệu Thiện đã đặt cho đôi mãng xà này là Thanh Xà Bạch Xà. Và Sala nhớ lại khi mà tất cả bạn bè của Sala được thầy đưa đến đây và thầy chỉ đó, đây là hang của Thanh Xà Bạch Xà. Và bức tượng ở hai bên đó chính là Thanh Xà Bạch Xà mà thầy muốn đưa các con đến đây để chiêm ngưỡng. Thì lúc này cả đám nháo nhào lên, la toáng lên là thầy gạt các con, là bởi vì đây là tượng chứ không phải là gắn thiệt. Thì thầy lúc đó là thầy cười, thì cả đám cũng vui vẻ cũng cười. Nhưng mà có một điều rất là lạ là tất cả không ai dám vào trong hang này, là bởi vì ngày trước cũng đôi tượng gắn này, nhưng mà ngày đó đôi tượng gắn nhìn sắc sảo hơn. Bóng đèn người ta gắn ở hai con mắt của hai con rắn đó nó sáng hơn bây giờ, nó chói hơn bây giờ, và hang lúc đó cũng tối hơn bây giờ, thì không ai dám vào trong hang này. Nhưng riêng Sala thì Sala đã mạnh dạn bước vào trong hang. Mặc dù ở bên ngoài ai cũng lo lắng, nhưng mà ở đây là chùa, nơi đây là Phật Pháp, thì thầy cô cũng để Sala đi vào trong đó. Thì một lát nữa Sala sẽ kể lại một câu chuyện mà khi Sala cách đây 17 năm bước vào trong hang rắn này. Ngày hôm đó thì Sala không có máy ghi hình. 17 năm trước là hoàn toàn không có điện thoại smartphone hoặc là những cái máy ảnh, máy ghi hình chuyên nghiệp như bây giờ mà ghi hình được. Còn hôm nay Sala trở lại, trên tay Sala có một cái smartphone có khả năng ghi hình, và Sala đã ghi hình những hình ảnh này để gửi đến cho tất cả quý khán giả của YouTube Sala TV, để có cơ hội chúng ta chiêm ngưỡng lại một hang rắn nơi trú ngụ của Thanh Xà Bạch Xà, của những ngày tháng mà theo người dân địa phương ở đây đó là một truyền thuyết rồi. Sala đang đưa mọi người từng bước bước lên những bậc thang, và bây giờ mọi người hãy cùng với Sala sẽ đi tham quan một công trình. Đây là một công trình tâm linh, là một hang động, có thể đây là hang động bằng xi măng do nhà chùa đã dựng lên sau này. Và ở trong hang động người ta đã lắp các ngọn đèn cảm ứng, cho nên là khi mọi người đi vào trong đây thì cái cảm giác giật mình nó sẽ xảy ra liên tục đối với những người nào mà ta gọi là yếu bóng vía đó. Là tại vì khi mà mình bước vào một lối đi và tự nhiên mình thấy ở phía trước là đang tối tăm, nhưng mà khi mình vừa bước chân tới đột nhiên đèn bật sáng, làm cho cái cảm giác mình giật mình. Và ở bên ngoài thì Sala cảm nhận là khi bước vào đây thì cái không gian nó tĩnh mịch lắm, nó lạnh lẽo. Nhưng mà đi một lát chúng ta sẽ thấy một căn phòng, nơi đây có rất là nhiều tượng Phật được bài trí tại đây. Ở phía trước các bạn đang quan sát đó chính là Bộ Di Đà Tam Tôn, và xung quanh chính là Thất Phật Dược Sư. Đây là những pho tượng Phật rất là đẹp, và cảnh trí ở đây bài trí cũng rất tôn nghiêm, mang màu sắc rất linh thiêng của Phật Pháp. Ở phía trên trần người ta còn tái hiện lại cả một cái bầu trời rất là đẹp. Và khi đi trong hang cảm giác lạnh lẽo, nhưng mà chúng ta rẽ vào căn phòng này thì cái cảm giác mình sẽ bình an hơn, sẽ cảm thấy ấm cúng hơn. Tuy rằng năm đó không có máy ảnh, cũng không có máy quay phim để ghi lại những hình ảnh mà lần đầu tiên Sala vào trong chùa hang và đi vào nơi mà có cái am của sư cô Diệu Thiện cùng với đôi mãng xà Thanh Xà Bạch Xà.
nhưng mà những ký ức của ngày hôm đó vẫn còn đọng lại ở trong đầu của Sala, nhớ rất là rõ. Là ngày hôm đó thì chỉ có một mình Sala là dám bước vào trong hang, và Sala đi từng bước nhẹ nhàng. Đi vào trong thì Sala cũng gặp bàn Phật ở ngay chính giữa hang, và trên bàn Phật là những ngọn đèn cầy le lét. Những ngọn đèn cầy lúc sáng lúc mờ. Và ở phía dưới bàn Phật lúc này là Sala thấy có một sư cô ngồi đó, và ở trên tay là cầm một cái mỏ, đang niệm kinh rõ mỏ. Thì khi mà Sala nhớ lại lúc này, ở hiện tại Sala làm video ghi hình về chùa hang, thì Sala có tìm hiểu thì đây không phải là sư cô Diệu Thiện đâu. Tại vì sư cô Diệu Thiện thì đã viên tịch cách cái thời điểm đó là khoảng hơn 100 năm trước. Tức là sư cô Diệu Thiện viên tịch vào năm 1899. Thì hình ảnh mà Sala thấy cái năm 2003, Sala nghĩ có thể đây là hình ảnh của một vị sư cô đã là thế hệ sau này của sư cô Diệu Thiện. Có thể là đã là đệ tử nhiều đời rồi. Nhưng mà bây giờ khi mà Sala trở lại thì Sala không thấy sư cô đó. Có thể năm 2003 khi Sala thấy thì sư cô đó cũng đã lớn tuổi. Sư cô mặc một bộ đồ lam và vẻ mặt rất là hiền từ, ngồi ở đấy nhắm mắt lại và niệm kinh. Nhưng mà khi Sala rất là tò mò, Sala đã bước qua sau lưng của sư cô và nhìn ở phía sau bàn Phật, thì lúc này Sala thấy có một cái hang. Và cái hang đó thì đường kính đó là cỡ khoảng 30-40 cm. Và khi mà mình nhìn vào thì ở trong đó rất là sâu và rất là tối tăm. Và Sala đưa đầu vào đó để dòm. Thì sư cô mở mắt ra, sư cô nói một tiếng rất là nhẹ nhàng: "Con đừng có nhìn vào đó, ở trong đó rất là nguy hiểm, con ra đây với sư phụ nè." Thì khi mà Sala lùi lại, Sala thấy vậy, Sala chắp tay và quỳ xuống, vái một vái. Thì nhớ rất là rõ lúc đó là sư cô trên tay cầm một cái chuỗi hạt, và tay còn lại thì sờ lên đầu Sala một cái. Rồi Sala cũng không biết gì, nhưng mà mình ngồi dậy và mình vái vài cái. Và hầu như khi mà cái bàn tay của sư cô sờ lên đầu xong thì Sala cảm giác người rất là run rẩy. Có lẽ là mình bước vào một mình rồi mình gặp một người lạ, tại vì lúc đó mình cũng còn khá là nhỏ. Cái thời mà Sala tầm khoảng 17-18 đó, thực sự ra là không như là những lứa tuổi bây giờ. Lúc đó mình còn nhút nhát vô cùng, hễ gặp người lạ là mình cũng đã cảm thấy run rồi. Hầu như lứa tuổi bây giờ thì các em rất là mạo dạn, rất là thông minh, cho nên là không như ngày xưa mình còn thơ ngây đâu. Cho nên từ đó mà Sala cũng bước trở ra hang, và từ cái khoảnh khắc thời gian đó cho đến ngày nay, đúng 17 năm sau, Sala mới trở lại chùa hang này. Thì khi mà Sala trở lại chùa hang, Sala cũng đi thẳng vào trong hang. Và mình không nghĩ là mình sẽ gặp lại sư cô, nhưng mà Sala đang tìm kiếm cái hang nhỏ năm nào mà Sala đã đút cái đầu vào đó để dòm. Nhưng mà ngày nay thì Sala không thấy nữa rồi. Có thể là người ta đã tráng và lắp lại miệng hang để tránh sự nguy hiểm hay sao đó, cho nên là bây giờ mình không còn thấy cái hang nhỏ đó nữa. Đó chính là một câu chuyện mà Sala đã trải nghiệm được vào 17 năm trước, mà muốn gửi đến cho quý khán giả, để quý khán giả vừa thấy Sala ghi hình cảnh đi trong hang và sẽ nghe Sala thuyết minh, để phần nào chia sẻ với Sala nhớ lại những hồi ức, những ký ức của tuổi thơ mà Sala đã trải qua.
Tiếp theo hành trình là đi vào những bậc thang để đến các công trình Phật Pháp có ở chùa Hang. Thì Sala vừa đi vừa ghi hình và sẽ vừa kể cho mọi người nghe về truyền thuyết cũng như là câu chuyện hình thành nên chùa Hang này. Tất cả quý khán giả của YouTube Sala TV hãy cùng với Sala trở lại với khung cảnh của núi Sam vào những năm là năm 1836. Vào năm này thì ở vùng Chợ Lớn là thuộc Sài Gòn ngày nay, có một người phụ nữ, và người phụ nữ đó sinh năm 1818 là năm Mậu Dần và tên là Lê Thị Thơ. Người phụ nữ này làm nghề may mặc ở vùng Chợ Lớn, nhưng có thể là do cảnh đời ngang trái và những cái nỗi buồn ở trong cuộc sống mà người phụ nữ này đã quyết tâm tìm đi về vùng đất Châu Đốc để mà bái sư học đạo và quyết tâm là thọ giới để trở thành một tỳ kheo ni. Bà Thơ đến Châu Đốc và tìm đến chùa Tây An. Lúc này bà đã gặp thiền sư Tiên Giác Hải Tịnh đang là trụ trì ở chùa Tây An, và bà đã nhận thầy Hải Tịnh làm bổn sư và tại đây đã xuống tóc quy y. Sau khi quy y thì thầy Hải Tịnh đã đặt pháp danh cho bà Thơ là Diệu Thiện, và người trong vùng họ gọi bà Thơ là bà Thợ, bởi vì bà Thơ làm nghề may cho nên người ta gọi là thợ may đó, thay vì gọi là Thơ thì người dân họ gọi là bà Thợ. Và ni sư Diệu Thiện đã tu hành tại chùa Tây An được vài năm. Do chùa Tây An thì có nhiều Phật tử ghé vào cúng viếng và có nhiều người lui tới, cho nên là ni sư Diệu Thiện muốn tìm một nơi nào đó yên tịnh hơn để mà tịnh tâm tu hành, quên đi sự đời, tìm về với Phật Pháp. Thì lúc này ni sư Diệu Thiện đã nghe người dân đồn rằng là ở phía triền núi đêm nào cũng có một đôi mãng xà rất là lớn và rất là hung tợn xuống làng tìm trâu bò gà, những con vật nuôi của người dân để mà ăn, thậm chí là phá phách, nhiều khi là đe dọa luôn tính mạng của người dân. Thì ni sư Diệu Thiện tìm đến, và ni sư đã leo lên trên núi. Quả nhiên ni sư đã thấy nơi đây có một cái hang cỏ mọc tùm, và nhìn vào hang thì rất là sâu. Sau đó thì ni sư mới đến cửa hang, lập một cái am và ngồi ở đây tu hành. Thì đúng như lời đồn của người dân, thì đêm đến có một cặp rắn bò ra. Thì ni sư là một người đã theo Phật Pháp, cho nên là đã vẫn ngồi yên ở đây để mà gõ mõ tụng kinh. Cặp rắn thấy ni sư Diệu Thiện không làm hại đến chúng và ngồi yên để tĩnh tâm tu hành, thì không biết do cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp hay là do lòng từ bi, tâm bồ đề tỏa sáng ở trong con người của ni sư Diệu Thiện mà làm cho đôi mãng xà từ đó không còn xuống ở phía dưới núi tìm vật súc để ăn và phá phách người dân nữa, và ở yên ở trong am. Thậm chí là nhiều khi dân làng họ lên đây họ thăm sư Diệu Thiện thì họ cũng thấy cặp rắn này nằm im ở đó mà nghe kinh, nghe những lời giảng pháp của ni sư Diệu Thiện, và thậm chí chúng còn bò xung quanh và canh chừng những con vật khác đến làm hại ni sư. Ni sư rất là yêu đôi mãng xà này và đặt cho chúng cái tên là Thanh Xà Bạch Xà. Và ngày ngày chúng vẫn đi theo ni sư, vẫn nghe giảng pháp và giống như là hai con vật nuôi của ni sư vậy đó. Đến ngày 15 tháng 6 năm Kỷ Hợi, đó là vào năm 1899, thì
Ni sư Diệu Thiện đã viên tịch, thọ 81 tuổi. Và sau khi ni sư viên tịch xong, thì theo lời kể của người dân ở đây thì không còn ai thấy đôi mãng xà này còn bò ngang bò lại ở ngay trước am nữa. Và chúng đã vào hang và không trở ra kể từ lúc đó. Nhưng mà sau đó người dân họ vẫn còn một cái nỗi ám ảnh là những ngày tháng mà đôi mãng xà này gây cho họ những cái mối nguy hiểm, thì họ quyết định là lấp miệng hang lại để tránh cho đôi mãng xà trở lại tạo nên những cơn ác mộng đối với họ. Tại vì ni sư đã ra đi, không còn ai thuyết pháp, giảng pháp, không còn ai để chinh phục chúng nữa, cho nên là dân chúng họ quyết định lấp hang. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi vào trong hang thì chỉ tầm khoảng vài mét thôi, còn cái hang sâu phía trong thì người ta đã lấp lại rồi. Đó chính là một câu chuyện về thanh xà bạch xà đã xảy ra ở tại chùa hang này. Khi ni sư Diệu Thiện còn tại thế thì năm 1885 là cảm mến đức độ của ni sư Diệu Thiện, cho nên là ông Phán Thông và người dân xung quanh ở dưới chân núi Sam đã góp tiền và đã dựng lên một ngôi chùa lấy tên là chùa Phước Điền. Ngôi chùa lúc này được lát gạch tàu, cột gỗ căm xe, kèo rui là bằng gỗ thao lao và lợp ngói, khá là khang trang. Và sau khi mà ni sư đã viên tịch năm 1899 thì mãi đến năm 1937, lúc này chùa Phước Điền mới được một vị trụ trì kế nhiệm, đó là Hòa Thượng Thích Huệ Thiện. Và Hòa Thượng Huệ Thiện đã cho tiếp tục trùng tu chùa hang lần thứ hai. Và sau khi Hòa Thượng Thích Huệ Thiện viên tịch thì đời trụ trì thứ ba là Hòa Thượng Thích Thiện Chơn đã về đây tiếp tục trụ trì và cho xây dựng những hạng mục công trình tiếp theo mà như ngày hôm nay chúng ta đến tham quan, bái Phật và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những công trình này. Đó là những công trình, là những công đức và những cố gắng mà Hòa Thượng Thích Thiện Chơn trong nhiều năm đã trùng tu và sửa chữa khang trang như ngày hôm nay. Đó chính là đôi nét về câu chuyện và lịch sử cũng như là một truyền thuyết về thanh xà bạch xà mà Sala đã đọc lại và đã tóm tắt để gửi đến cho tất cả quý khán giả ở YouTube Sala TV thông qua video mà Sala đã có dịp về thăm lại chùa hang và kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Và một lần cũng như là cùng với Sala đến bái Phật và thăm lại một cảnh chùa rất đẹp, rất huyền bí và chứa đựng những câu chuyện rất sâu lắng và đầy tâm linh của Phật Pháp. Thông qua video ghi hình về chùa hang Châu Đốc, Sala muốn nhắn gửi đến tất cả quý du khách, quý Phật tử ở khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam và bà con Việt Kiều ở khắp nơi trên thế giới. Nếu có dịp đến Châu Đốc cúng bái chùa Bà Chúa Xứ Châu Đốc thì hãy ghé thăm chùa hang. Tại đây, mọi người sau khi cúng bái cầu quốc xong thì hãy thắp một nén hương cung kính gửi đến các bậc chân tu tại Hầu Tổ như những lời cảm tạ đối với những người đã có công tạo dựng và hình thành một ngôi chùa với kiến trúc và cảnh trí vô cùng đặc sắc ở triền núi Sam, làm cho chúng ta luôn có cảm giác như đang lúc nào cũng bước từng bước nơi đất Phật linh thiêng và còn nghe lại những câu chuyện tâm linh, những truyền thuyết vô cùng ly kỳ và huyền bí. Cũng bởi vì cảnh trí tao nhã và đặc sắc này mà du khách đến đây đều mang về cho mình những bức ảnh vô cùng đẹp.
để đăng lên nhật ký tại các trang mạng xã hội, chia sẻ khoe khoang với bạn bè, người thân và lưu lại cho mình những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi tạm xa lánh cuộc sống đời thường đầy éo le ngang trái, để có những phút giây tịnh tâm nơi cõi Phật và đâu đó nghiệm ra được tâm Bồ Đề nơi tận đáy lòng mình. Sala xin chân thành cảm tạ tất cả những tấm lòng, là những lượt view, những lượt chia sẻ và những lời bình luận ủng hộ Sala ở tại tất cả các video mà Sala đã ghi hình, thuyết minh cũng như là kể lại cho tất cả mọi người nghe những câu chuyện xoay quanh những ngôi chùa tại Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị và hẹn quý vị trong những video tiếp theo, những video ghi hình về những nơi thờ tự, những nơi tâm linh và huyền bí đặc sắc nhất tại đất nước Việt Nam mọi người nhé.